Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Sống Thật. Mời các bạn lắng nghe để dòng tâm sự có tựa đề: Mừng rơn vì cưới được vợ xinh, tân hôn vừa ở ngái xong thì vợ nói một câu làm tôi tái mặt. Tôi và Hằng quen nhau từ một vụ tai nạn giao thông. Khi đó tôi đụng trúng Hằng khiến cô ấy bị ngã trật chân. Sau đó tôi đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, may mà không có gì đáng ngại nên không phải nằm viện. Suốt thời gian sau đó, ngày nào tôi cũng chạy qua phòng Hằng phụ trách đưa cô ấy đi làm. Ai bảo tôi làm cô ấy bị thương ở chân cơ chứ. Hằng rất hài hước, mỗi lần cô ấy đều kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, nên quãng đường từ nhà đến công ty không còn xa và tắt như tôi nghĩ nữa. Thậm chí tôi còn cảm thấy sao mà thời gian trôi đi nhanh thế. Ngày nào tôi cũng chỉ chờ đến lúc được đến đón cô ấy đi làm, tan làm thôi. Dần dần chúng tôi bắt đầu xác nhận mối quan hệ yêu đương. Hằng là một cô gái xinh đẹp nên suốt thời gian yêu đương, tôi luôn nâng niu chiều chuộng cô ấy hết mực. Cô ấy thích gì tôi cũng đáp ứng. Sau gần một năm bên nhau, tôi và Hằng tổ chức đám cưới. Trong ngày cưới, mọi người xích xoa khen cô dâu xinh mà tôi tự hầm tự hào hãnh diện. Gái tham tài, trai tham sắc mà, ai chẳng yêu cái đẹp phải không? Đêm tân hôn, tôi lao vào Hằng như hổ đói. Tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, sau khi ân ái xong. Tôi cùng vợ nằm hàn huyên tâm sự về cuộc sống sau này. Vợ nói trong nhà cô ấy là tai hòm chìa khóa. Tôi phải đưa hết tiền lương cho cái giữ, chỉ để lại một phần nhỏ chi tiêu cá nhân. Điều này tôi đồng ý, vì trước nay tôi không giỏi chi tiêu. Giờ có vợ giữ tiền giùm tôi rất yên tâm. Nào ngờ, yêu cầu sau đó của Hằng mới thực sự khiến tôi choáng váng, tái mặt. Số tiền anh đưa sẽ dùng để trang trải chi tiêu trong gia đình, trong đó có 5 triệu cho em làm đẹp mỗi tháng, còn tiền lương của em sẽ tiết kiệm. Em làm đẹp kiểu gì mà hết 5-7 triệu một tháng vậy? Một năm 5 triệu anh còn nghe được, tiêu tiền kiểu này sao có con cái nữa mà nhà sống kiểu gì? Rồi mỗi tháng còn các khoản phát sinh trong cưới hỏi, cái cúng bái nữa. Đã muốn vợ đẹp thì phải chấp nhận tốn kém anh ạ. Phụ nữ có ai tự dưng mà đẹp lên được đâu. Đắp tiền vào mặt cả đấy. Mỗi ngày em phải dùng đủ loại mỹ phẩm, chăm sóc da, rồi phải đi spa nữa chẳng đến con số đó. Trước em cố gắng tiết kiệm lắm, một tháng cũng hết 3 triệu. Chả lẽ giờ em lấy chồng mà em cho em thêm được đồng nào để làm đẹp ư? Hơn nữa, việc nhà anh cũng phải giúp em, không rửa bát làm nhà hay giặt quần áo đâu, dễ hỏng và lao tai lắm. Nếu anh không muốn thì sắm máy giặt, máy rửa bát đi nha. Đây là tôi rước bà Hoàng về nhà cung phụng như đâu phải vợ cưới nữa. Đêm hôm đó, vợ chồng tôi cãi vã, vẫn chưa có tiếng nói chung. Lương tôi cũng chẳng đến nỗi nào, mỗi tháng kiếm được hơn 20 triệu, còn lương vợ là 7 triệu một tháng. Giờ cô ấy đòi 5-7 triệu một tháng để làm đẹp, thì có mà hết luôn số lương cô ấy rồi còn gì nữa. Còn chuyện nhà cửa, ở nhà tôi có thể cùng cô ấy san sẻ việc nhà, nhưng về nhà bố mẹ, chả nhẽ ăn cơm xong cô ấy lại để tôi hay bố mẹ rửa bát à? Điều vô lý như vậy sao chấp nhận được cơ chứ? Tôi khuyên vợ hết nước hết cái mà cô ấy không nghe. Ngược lại cô ấy còn nói tôi keo kiệt, không yêu thương cô ấy, còn nói sao tôi không cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để lo cho vợ được đầy đủ. Từ hôm đó tới nay đã một tuần rồi mà vợ vẫn giận dỗi không cho tôi động vào người cô ấy. Cũng chẳng nghe tôi khuyên, tôi điên đầu mất. Tôi phải làm sao với cô vợ xinh đẹp của mình đây? Mời các bạn lắng nghe đôi dòng tâm sự thứ hai có tựa đề: Bực bội vì bị coi là máy in tiền, lời bao biện của em chồng khiến chị dâu choáng váng suýt ngất. Cuộc sống hôn nhân của tôi đẹp như mơ khi hai vợ chồng sau vài năm đã sớm có những thứ mình muốn. Đó là có nhà riêng ở thành phố, tiền bạc chi tiêu không phải suy nghĩ do có thu nhập cao. Nhưng thật không may, lúc tôi mong đợi có con thì lại phải hoãn vì có sự xuất hiện của cô em gái chồng từ dưới quê lên ở lợi trong thời gian học đại học. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như tôi và em ấy hòa hợp, hỗ trợ nhau trong việc nhà. Đằng này em chồng xuất thân từ nông thôn nhưng lại được nuông chiều từ nhỏ, không biết làm thứ gì cả, đến việc cắm cơm bằng nồi cơm điện mà vẫn chọn sai chế độ nấu. Không biết có cố tình hay không, chứ sau vài lần bị lỗi lại mấy kiếm cớ không cắm cơm nữa. Chuyện giặt quần áo, quét nhà hay nấu cơm rửa bát thì dĩ nhiên em chồng tôi mặc định đó là việc của chị dâu. Đúng là lười nhác có khác,
nghĩ đủ cách để không phải làm việc nhà thì rất là giỏi. Lúc thì nói là bận học bài, khi thì mệt đau tay. Mỗi lần có anh trai ở nhà, cô em chồng tươi cười nói chuyện với chị dâu như là thân thiết lắm. Còn đòi tranh làm việc nhà với chị, tôi biết thừa là cứ nói mồm cho có lệ, chứ để cho giặt mớ rau quét cái nhà chắc mất cả tiếng đồng hồ. Đằng nào tôi cũng phải làm nên từ chối luôn cho khỏi mất thời gian. Chồng tôi không có nhà, nhất là khi đi công tác dài ngày thì em chồng thôi hiện nguyên hình là một kẻ lười nhác, xảo trá. Tôi nhắc nhở em chồng đi học về, giày dép cất gọn vào tủ giày, quần áo bẩn để vào máy giặt, đừng chất đống trong phòng treo ở nhà tắm. Vậy mà lát sau chồng tôi ở xa rồi điện mắng vợ: anh nó lên ở một thời gian, xem cứ bắt nó làm đủ thứ thế. Anh đối xử với bên nhà em chu đáo vậy, sao lại cứ nạt nộ người nhà anh? Nghe chồng nói mà tôi tức điên, nhưng không thể nào cãi lại được vì anh ấy đang ở xa, không muốn làm ảnh hưởng tới công việc nên đành nín nhịn. Em chồng tôi lại càng được đà, là cả đám bạn về nhà tụ tập ăn uống, lục lọi đồ đạc của tôi và ăn cắp vặt nữa. Đi làm về thấy nhà cửa bừa bộn, tôi chụp lại ảnh gửi cho chồng thì anh ấy gọi điện về mắng: em đừng có mà vu oan, nó nói với anh là đi học cả ngày không ở nhà chút nào, em tự quăng đồ ra nhà rồi điên cho nó à. Em chồng tôi suốt ngày mua sắm quần áo giày dép đắt tiền, ngày nào cũng lượn lờ mua sắm buôn chuyện ở mấy hàng cà phê trà sữa. Thấy xót vì suốt ngày em chồng xin tiền còn khoản lớn, tôi có khuyên can thì nhận được câu trả lời khiến tôi choáng váng xít ngất: tiền của chị cũng là anh trai em thôi, anh ấy làm ra nhiều tiền nuôi cả chị, cho mấy đồng thôi mà bị đặt kêu ca dạy đời, anh em mà tức lên chị có nước ra đường. Thảm nhất là mỗi lần về với chồng, tôi bị mẹ chồng họ hàng bên chồng trách móc: sao nổi chèn ép bắt em chồng làm người giúp việc thế, em đã học hành vất vả xin có mấy đồng đóng học mà không cho nó. Tôi đến mất mặt không biết giải thích ra sao vì em chồng nói xấu đổ tiếng ác cho tôi. Tôi bị căng thẳng mỗi ngày khi đối diện với em chồng, bị gây sự đủ kiểu, đến mức tôi muốn mang bầu nhưng không dám vì sợ mệt mỏi, trầm cảm làm ảnh hưởng tới con. Tôi phải làm gì để em chồng chăm chỉ, tôn trọng chị dâu? Tôi có nên lén đặt camera để bóc mẽ em chồng hay không? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Bạn thân mến, qua hai tâm sự bên trên, các bạn có suy nghĩ gì? Mời các bạn để lại ý kiến cá nhân ở một bình luận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tâm sự tiếp theo.